con đi đây này. Thôi, đừng có đủ nem ngã đấy. Nào, đánh lái ra, đánh lái ra đây. Em lái, lái xe ra. Thôi chị ơi. Chị nhấc cái xe, nhấc cái tay lái. Ơ kìa. Đổ con đứng dậy. Con đi ra ra đây cho em đi. Zin giữ cái xe kìa. Nào, Zin đi ra chỗ bố đó. Nào, Zin ra, đi ra đây. Đây là xe AH006. Đi ra đây, đi ra đây, tập trung vào không ngã này. Đây là bé 23 tháng đang tập đi xe AH006. Đó, chấp nhận thương đau đôi khi vô ích một tí. Cố lên, Zin cố lên. Đang, đang. Trời ơi, con thôi vừa vào thì... Đi ra đây, đi ra đây. Em đang tập đi con thật này. Bảo đi ra kìa, cứ che vào cam của bố. Cố lên. Ôi tốc độ 10 bước chân trong 20 phút. Cố lên, cố lên. Thế này là giỏi rồi, lớp đầy đứa còn đến cả mấy hơn 2 tuổi còn chưa cả đắng ngồi lên trên bảng. Thế này này giỏi lắm rồi đấy. Không, bố mẹ nào mà sợ con ngã bị xước tay xước chân thì tốt nhất là không nên đi xe này. À không cho ơi. Thì muốn đi xe thì phải tập. Và tập sẽ có lúc bị ngã. Cái xe này nó vừa xinh nhỉ. Với cái độ tuổi này. 1 đến 3 tuổi phù hợp. Ở đây vẫn bảo đấy. Thôi. Đạp lên. Xin đạp đi. Đây để mình đạp ở đây này. Để lên này. Nào. Đạp đi. Đúng rồi, cố lên. Bé 23 tháng tuổi đang chuyển sang chế độ đi xe 3 bánh. Cố lên. Và yên đã hạ thấp nhất. Rất là vừa, vừa xinh. Đi đi đi. Vừa nãy thử xe trò chân nhưng mà để yên hơi cao. Thôi, sao mà thích cái bàn đạp vẫn đặt hai chân lên cơ mà. Đấy, đúng rồi. Đạp. Đạp đi. Con ra đủ đít cho em cái nào, đủ nhẹ thôi. Nào, đặt hai chân lên, bảo em đặt hai chân lên đã. Hai chân, đặt hai chân lên. Đúng rồi. Đánh tay lái sang, đánh sang đây. Úi, kìa đâm vào ô tô của bố. Đúng rồi. Quay đầu nữa đi. Ý. Bạn này có cam ấy sợ đát. Bây giờ là đến chị cỡ 6 tuổi trời ơi, đi xe AH003 để mức thấp nhất. Nhà mà AH007 006. Đang quay mà đọc một sai mã này chết đã. Chiu 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 chiu. Thôi được rồi. Ô, giờ mới biết xe này đạp được lùi. Không biết rồi. Tại vì con này nó có quan ra mà. Xe ba bánh nè, đạp được lùi. Có phải xe xích đâu mà. Ngon. Chiều thì. Cắt đi cho bố.